Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện thị thực hiện nhằm mang đến cho quý vị và các bạn thông tin về các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương trong tỉnh. Chương trình ngày hôm nay do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ngọc Lặc thực hiện. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện hội Phụ nữ Ngọc Lặc đã tổ chức truyền thông phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 tại xã Thủy Sơn. Tại buổi truyền thông, hơn 200 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã được truyền đạt, chia sẻ kiến thức, tập xử lý các tình huống và trang bị các kỹ năng phòng ngừa nạn xâm hại tình dục, nhất là đối với trẻ em, người chưa thành niên, cách phòng tránh ngăn ngừa và trợ giúp để trẻ em bảo vệ bản thân, nâng cao vai trò của các cấp các ngành đoàn thể và cộng đồng trong việc quan tâm bảo vệ trẻ em, hạn chế thấp nhất nạn xâm hại trẻ em. Được tham dự buổi truyền thông ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất là ý nghĩa, vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Thì bản thân là một giáo viên thì tôi sẽ cố gắng truyền đạt hết tất cả những cái kiến thức mà tôi tiếp thu được trong ngày hôm nay đến tất cả các em để các em có biện pháp phòng ngừa, phòng tránh xâm hại trẻ em cũng như là vi phạm pháp luật tuổi vị thành niên. Đây là hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực về thể chất lẫn tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, giúp các em nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật để phòng tránh, đồng thời giúp cho trẻ em phụ nữ nâng cao ý thức và khả năng phòng chống bạo lực gia đình. Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2018-2019, các trường ở huyện Ngọc Lặc đang được đầu tư sửa chữa, xây mới, bổ sung trang thiết bị để phục vụ tốt công tác dạy học trong năm học mới. Ngay từ đầu năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc đã khảo sát cơ sở vật chất ở tất cả 79 trường trực thuộc, trong đó tham mưu Ủy ban dân huyện phân bổ kinh phí để nâng cấp mở rộng những điểm khó khăn. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ của tỉnh, nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn trái phiếu chính phủ, hiện toàn huyện đã và đang thi công xây dựng 44 phòng học, 5 nhà hiệu bộ cho các bậc học trên địa bàn với tổng kinh phí 55,4 tỷ đồng. Trường Trung học cơ sở xã Nguyệt Ấn năm học này được xây mới 6 phòng học với giá trị xây dựng gần 3 tỷ đồng, tạo điều kiện rất lớn cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học, phấn đấu để trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2018-2019. Năm học mới 2018-2019, Trường Trung học cơ sở Nguyệt Ấn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc giao chỉ tiêu 17 lớp với 597 học sinh và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Nhà trường được xây dựng thêm 6 phòng học mới. Và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học đến nay đã cơ bản là ổn định. Trường Trung học cơ sở xã Kiên Thọ năm học này có 19 lớp với 638 học sinh và dự kiến nhận bàn giao và đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ trị giá hơn 2 tỷ đồng. Hiện nay các nhà trường của các bậc học đang huy động các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh tập trung tích cực sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên, tạo điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Các thầy cô là trực tiếp là làm cái công tác nề để vá chắn những cái nơi mà sân trường bị hư hỏng. Phần thứ hai là nhà trường tiến hành cho học sinh chuẩn bị năm học mới bằng cách là sắm những đồ dùng học tập, rồi phân lớp, phân cô giáo chủ nhiệm và phân phòng học. Bên cạnh đó, huyện có địa bàn rộng, việc đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học của huyện cho các nhà trường chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Kinh phí đầu tư kích cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia còn ít, nhiều điểm lẻ của các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng các học sinh học trong những lớp học tranh tre tạm bợ vẫn còn. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng dạy và học của giáo viên học sinh. Năm học 2018-2019, thì công tác chuẩn bị của huyện từ việc tuyển sinh cũng như sắp xếp đội ngũ đã chuẩn bị rất tốt. Riêng đối với cơ sở vật chất ấy, thì đã thực hiện một số nội dung rất là quan trọng. Cùng với cái việc tuyển sinh, việc sắp xếp đội ngũ, thì huyện đã chỉ đạo các xã cùng với các trường đã chỉnh trang lại các cái khuôn viên sau cái thời gian nghỉ hè. Đồng thời là tu bổ sung cái bàn ghế còn thiếu. Đối với những đơn vị thiếu phòng học ấy, thì huyện đã có cái chủ trương đang xây dựng và hiện tại đang xây dựng 20 phòng, đang chuẩn bị đưa vào sử dụng và khởi công
4 cái nhà nữa. Dự kiến là cái số phòng học mà sẽ có trước đầu năm học sẽ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để các trường, đặc biệt là các trường mầm non, để hoạt động tốt. Về những khó khăn của huyện thì những cái việc mà tu sửa nhỏ, xây dựng nhỏ như khuôn viên, tường rào, rồi các công trình phụ, nhà vệ sinh, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh đấy ở các trường, trường học, thì huyện đã chỉ đạo các xã cùng với những nguồn xã hội hóa để thực hiện. Để những cái nguồn lớn thì để xây dựng những cái công trình lớn như phòng học còn thiếu, hiện tại là còn thiếu trên 100 phòng học, thì mong được sự quan tâm của tỉnh cũng như trung ương hỗ trợ để những năm tiếp theo hoàn thành được cái việc là thiếu phòng học ở bậc mầm non. Dự kiến năm học 2018-2019, huyện Ngọc Lặc có khoảng 31.731 học sinh các cấp ra lớp. Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất sẽ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu trên giao và tạo thêm niềm vui cho các em khi bước vào năm học mới. Trong những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc đổi mới phương thức hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ chính sách vay vốn, góp phần nâng cao cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Ngay tại trụ sở Ủy ban dân các xã trên địa bàn huyện, tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng từ biển hiệu chỉ dẫn, bảng nội quy giao dịch đến thông báo các chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất đều được công khai, niêm yết rõ ràng. Cùng với mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn, phương thức cho vay ủy thác đã gắn kết ngân hàng, chính quyền, hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, chung tay giúp người nghèo và các đối tượng chính sách, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội có thêm điều kiện củng cố tổ chức của mình để thực hiện chức năng nhiệm vụ của hội, đoàn thể tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn, năng lực của cán bộ hội, đoàn thể được nâng cao. Qua 6 tháng đầu năm, từ nguồn vốn vay, các hộ gia đình vay vốn phát triển đàn trâu bò tăng thêm 1.700 con, trồng mới và cải tạo hàng nghìn hecta keo và cây ăn quả các loại, xây dựng được 1.150 công trình nước sạch và công trình vệ sinh, xây dựng được 79 ngôi nhà ở cho hộ nghèo. Tôi cũng nhờ ngân hàng chính sách cho gia đình tôi cũng được vay tiền vốn cật đấy, đó là mua con trâu, thì bây giờ là trâu cũng đẻ rồi. Đó là gia đình thì cũng có cái của ăn của để và nuôi cháu ăn học. Đó là rồi là bây giờ là gia đình cũng dùng được ít vốn rồi là gửi lại ngân hàng bớt. Tiêu biểu như gia đình chị Phạm Thị Thọ, làng Me, xã Đồng Thịnh. Sau khi được vay vốn ngân hàng chính sách, gia đình chị từ hộ nghèo của xã đến nay đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Chị đã nuôi được 5 người con ăn học và lập gia đình, có nhà 2 tầng. Đến nay, chị vẫn tiếp tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để tiếp tục đầu tư nuôi bò, nuôi cá và trồng keo. Thì trước hết là năm 2010, thì gia đình tôi đã được vay cái đồng vốn là tiền hộ nghèo hỗ trợ cho tôi. Đến 2012 thì gia đình tôi đã thoát nghèo. Thì trong khi đó thì tôi lại được hỗ trợ vay thêm là 30 triệu. Thì gia đình tôi là có mua một cặp bò, sau đó thì nó sinh sản ra, từ đó làm ăn đến bây giờ thì tôi đã thoát nghèo. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách và phát huy hiệu quả và vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm tại địa phương. Với cơ chế thủ tục cho vay ngày càng thuận lợi đã giúp cho các hộ vay vốn khởi tạo sản xuất, kinh doanh, tạo dựng tài sản, ổn định chi tiêu, tăng thu nhập và thoát nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho trang địa phương ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin liên quan đến chương trình, mời quý vị và các bạn liên hệ qua địa chỉ phòng biên tập chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, 08 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, email trang địa phương ttva@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.